Xin chào mọi người, đến với kênh của mình. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi cuối tuần thật vui vẻ với người, gia đình và người thân nhé. Thì mình là chuyên gia ăn mặc luôn mọi người. Trên Lazada mình mua rất là nhiều thứ luôn, từ giày dép, nước hoa, ăn vặt, mỹ phẩm tùm lum với mọi người. Thì hôm nay á, mình ít khi nào review, thì hôm nay mình sẽ review cái shop không ai trả tiền cho mình hết. Mình thích review thôi, tại vì nè, nàng khôn và nó khôn. Thì mua hai cái hộp này trên Lazada là gần 150, là 140 mấy ngàn đó mọi người. Nó sale là 100, là 160 mấy ngàn, nhưng mà mình có phiếu giảm giá thêm mười mấy ngàn nữa là mua chỉ được gần 144 mấy ngàn thôi. Thì mình sẽ mở ra ăn thử nha mình. Cái hộp này mấy mình mở ra mình thử rồi, mình mới review và mình mở ra nữa cho mọi người review thêm một lần người nữa nha mọi người. Mọi người thì cái shop này nó bán cũng uy tín lắm, thức ăn trên đó cũng bán cũng ok ấy, mọi người cũng rẻ. Mà cái hộp mít này là mít nguyên cánh nha mọi người, không có vỡ, ít cái hộp vỡ lắm. Ăn rất là giòn luôn. Mình sẽ cắn thử cho mọi người nghe là nó độ giòn nó như thế nào nha. Nghe mình cắn không? Rất ngọt. Ok. Cái giá này quá ok mọi người. Ngon. Vâng. Cái này mua trên Lazada nha mọi người, mua thì cứ lên cái trang Lazada. Bánh cái shop nàng khô là nó hiện ra. Rất là ok. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh của em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye.